À, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta có một cái máy, một cái ô tô cứu hỏa nha. Chà chà. Nhưng mà có vẻ hơi xít. Sau một thời gian sử dụng thì máy cứu hỏa có vẻ hoạt động không được tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ bảo dưỡng nó nha. Chà chà, chúng ta thổi hết bụi đi. Cái này chắc là chỉ hỏng sơ sơ thôi. À, vừa chúng là tra dầu nhớt à. Đấy, đây là chai dầu nhớt. Trơn chưa? Ồ, thật là tuyệt vời. Rất là trơn nhé. Rất là trơn. Khớp này nữa. Nào, chúng ta mua dầu trơn vào đây. Cho dầu trơn vào đây. Trơn chưa? Rất là dễ hoạt động mà. Nào, khớp này nữa. Hơi xít. Thở bụi đi. Cho dầu vào. Cho dầu nhớt vào đó. Trơn chưa? Đó, rất trơn. Kiểm tra ống khói là gì không? Không được gì. Không được gì. Bình xăng. Bình xăng vẫn tốt, không được gì. Bánh trước nào. Bánh trước không được gì. Chúng ta chỉ siết lại mấy cái ốc thôi. Đó, vặn chặt mấy cái ốc à. Nào, kiểm tra hai bánh sau không nhá. Bánh này xem nào. Bánh này chạy tốt không được gì. Không được gì. À, chúng ta kiểm tra bánh này. Xít lắm, bánh này đang bị xít rồi, đang bị ma sát rất là lớn. Có lẽ là trong trục của nó là thiếu mỡ, thiếu dầu. Giờ chúng ta sẽ tháo ra. À, vặn ốc đã. Rất là nhiều bụi này. Đó. Cho dầu trơn vào khớp này. Đó. Tiếp theo. Nào, cho dầu trơn vào. Khớp này đi, cho dầu trơn vào, nào lắp vào, lắp vào, giờ lắp vào nha. Ô, được rồi, thử xem nào. Ô, tuyệt vời, chạy ngon rồi, chạy tốt rồi. Vậy là xe cứu hỏa chúng ta lại có thể là tiếp tục vận hành rồi nha. An toàn, yên tâm nha. Bạn nào. Tuyệt vời. Thôi, xin chào các bạn nha.